uống được luôn, mình làm sô cô la được luôn. Đấy, chỉ làm với sữa thôi. Mà nếu mà mình giảm cân thì mình ăn đắng đắng đắng. Còn nếu tăng cân thì cho nhiều sữa lên. Đó, là mình làm sô cô la đấy. Cái này là bột nguyên chất luôn của bên mình sản xuất. Thì mình cứ đánh như này. Đó, em thấy nó dẻo không? Khi mà mình bỏ ngăn đá là nó tự đông. Còn như vậy là em ăn thử đi, rất là ngon. Ăn thử cho biết sản phẩm. Đây, bột của bên chị đây. Đó nó là sô cô la. Sô cô la đó. Một gói này em pha phải được gần 300 ml này. Như cái bột mà hòa tan, ví dụ Milo, Ovaltine là người ta pha từ cái bột này ra, gốc của nó là cái này. Được không? Ngon mà. Ở Cà Mau thì nhiều khi ăn hơi ngọt ngọt, ở đây chị pha thì nó không ngọt nhiều, vừa vừa để mình uống nó dễ hơn. Còn nếu mà em muốn ấy là cho thêm sữa vào thì nó béo, nhưng mà chị pha vừa, người Bắc, ở đây người Bắc họ đi qua lại nhiều, nên mình cứ phải mời làm sao nó hơi đắng đắng. Đấy. Thì anh em đi chơi đi, bữa nào mà thích thì chị đưa cái cạc á, ghé ủng hộ chị. Ship thôi, hoặc ship đem về. Ship qua khách sạn á, cho nó khỏe chứ đi chơi mà cầm đi thì cực. Còn nếu mua thì chị bớt cho 10 ngày. Đó, mua đây, giả visit chị này. Dạ. Đấy, nhá.